Mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 Tép ạ. Hôm nay bên cửa hàng em xin giới thiệu các bác một cái lô mic BMB model là NKP NKR NKR 100. Hàng mic này là hàng mic nhập khẩu chính hãng của BMB, hàng xịn các bác nhé. Thì tổng cộng em nhập lần này em nhập thí điểm về là 100 cái mic của hãng BMB. Thì các bác biết đây là mic của BMB, thì nói đến thương hiệu của BMB thì đều là những cái thương hiệu cực kỳ là đẳng cấp. Như chúng ta đã biết là vang số rồi loa rồi đẩy của BMB đều là những cái mặt hàng mà rất là hot ở trên thị trường hiện nay. Thì do cái số lượng hàng 100 cái em không thể là bê hết 100 cái ra đây để mà bên em quay clip để giới thiệu cho các bác được, thì em đem một thùng ra đây. Một thùng này là gồm có 20 cái các bác nhé, 20 cái. Đây ở phía trên 10 cái và phía dưới đây là 10 cái nữa, là tổng cộng là 20 cái một thùng. Thì cái thùng hàng mic xịn của BMB thì nguyên cái thùng của nó là nó đều có tem chữ của BMB hết, là made in China, hàng xịn đúng không? Toàn bộ là đấy, các cái thùng, các cái góc cạnh của nó đều là có made in China, hàng của BMB. Thì để tránh cho một số cái trường hợp mà các bác là hiểu nhầm rằng là BMB hàng xịn tại sao lại made in China, thì trả lời luôn cho các bác biết là BMB phải là made in China mới là hàng xịn, chứ còn made in Japan là hiện nay là không có nè các bác nhé. Các bác chỉ mua những cái dòng mà nó sản xuất trước năm 1997 thì chúng ta mới có là made in Japan. Còn là BMB hiện nay là phải là made in China mới là hàng xịn nha. Các bác lưu ý như thế. Cho nên mà chúng ta mà cứ xem những cái loa BMB hoặc là những cái đẩy, tất cả những cái sản phẩm của BMB hiện nay trên thị trường, hàng mà sản xuất sau năm 97 mà là made in China mới là xịn, còn made in Japan này chúng ta bỏ đi, chúng ta đừng dùng, đó là hàng nhái. Đấy, đó là bên em chia sẻ một số đôi điều. Trở lại cái lô sản phẩm này thì tổng cộng của nó là có 100 tay thôi ạ, tức là 100 cái. Thì hàng của nó là hàng BMB xịn và giá bán của bên em bán ra là 600.000 một cái các bác nhá, 600.000 một cái. Nếu như bác nào mà thực hiện chuyến mua, có lẽ cũng có một số bác là lên mạng tìm hiểu cái xem là anh em trên mạng người ta bán cái mic này như thế nào, thì xin chưa rằng cái mic này trên mạng người ta cũng có người ta bán tầm hơn 300, 400, 500, nói chung là cái trường hợp ABC đấy. Nhưng mà khẳng định với các bác là cái dòng đó là hàng mic, không phải mic xịn của BMB các bác. BMB là có nó như mic của nó cũng giống như loa đấy. Hiện nay trên thị trường là nó có cả hàng nhái, mà cái hàng thậm chí là chúng ta thấy là những cái mic xua mic có dây xua đấy, nó tầm hơn 100.000, cái đó cũng toàn là hàng nhái hết, vì là hàng xua mà xịn của nó là giá rất là cao, không phải là giá đó. Thì hàng mic mà BMB mới rơi vào tầm 300, 400 thì đó là không phải là hàng xịn các bác, hàng đó là hàng nhái. Thì do là đây là cái đợt hàng đầu của nó, bên em bán nhập về đó là nhập thí điểm thôi, thì bên em bán là với giá là 600.000 một cái, tức là bên em là bán là hỗ trợ khách hàng. Chứ còn thực ra là nếu như mà cái giá thực của cái sản phẩm này, em khẳng định với các bác là không có giá 600.000 đâu ạ. Còn sau cái đợt này thì nếu mà bán tốt thì bên em sẽ nhập tiếp về, nhưng mà khẳng định đây là cái giá 600.000 là cái giá này là giá bên em là hỗ trợ của các bác, tức là giá bán rằng là để bọn em thăm dò thị trường, chứ còn không phải là cái giá trị thực của cái mic này, mà khẳng định là giá trị của nó sẽ cao hơn rất chi là nhiều cái giá 600.000. Thì trở lại cái mic này, em đang nói về đây là cái hàng mic BMB xịn. Em các bác đừng có đem cái mic này nói ra so sánh với hàng mic BMB hàng nhái tương tự giống như thế này, hàng nhái. Thì cái mic đó thì chúng ta không nói về giá mà cũng không nói về chất lượng, mà em đang nói về cái vấn đề là mic xịn ở đây. Thì nói về cái mic này thì cái tay mic, khi chúng ta bóc nguyên một cái hộp ra thì nó còn có cái gì đây, có một cái tờ giấy, nó tức là nó ghi thông số kỹ thuật của mic, tần số là 50Hz đến 13K này đấy, tức là cái mic đấy. Chúng ta nên lúc khi mà chúng ta để ý là trong vang số cái mic chúng ta nó chỉ thu được từ 50Hz đến 13K thôi, chúng ta mà để mic mà nó cao hơn nữa thì cũng không thu được, các bác hiểu nha. Nó chỉ thu được cái tầm là từ 50Hz đến 13K, còn nếu lớn hơn nó sẽ méo. Cho nên mà chúng ta khi mà chúng ta cài vang số, nó có cái phần mà cắt HPF, LPF ấy, chúng ta nên cắt theo cái tần số như thế này. Nếu chúng ta mà cắt mà nó để lên 18-20K đối mic thì nó cũng không hiệu quả, và mic đó, tiếng nó sẽ bị méo. Mà thực tế là dòng mic xịn là nó chỉ thu được cái mức này thôi. Và nếu như mà qua cái tần số này thì sẽ là cái tiếng nó rất chi là chói rồi,
chúng ta sẽ không phải cái tiếng, vì là trong cái tiếng mà chúng ta phát âm bình thường nó cũng chỉ tầm nó trong cái khoảng này thôi ạ. Đấy, năm âm 54 đến cộng đa decibel mấy cái này này, mấy cái thông số kỹ thuật của họ đây họ đang giới thiệu. Đấy, ngoài ra thì trong mỗi phong bì nó hàng B và B xịn này chúng ta đã biết rồi, giống như loa ấy, hàng xịn nó sẽ kèm một cái phong bì như thế này. Phong bì đây là phong bì đựng cái thông tin bảo hành các bác nhé, thông tin bảo hành để em bóc ra cho bác xem. Phải nói rằng cái hãng BMB nó rất là lịch sự, nó khác hẳn so với những cái hãng khác, rằng là những cái thông tin cái phiếu bảo hành nó luôn luôn kèm trong một cái phong bì rất là đẹp. Phong bì này thì nó không thể là nó đặc trưng, nó không thể nhầm lẫn được đối với những cái hãng khác. Thì chúng ta biết rằng là loa BMB nó cũng có cái phiếu bảo hành nó để nguyên ở trong cái hộp của nó, trong cái phong bì để chúng ta biết. Thì cái hãng này nó cũng rất lịch sự, nó có cái phong bì, mặc dù là cái mic cho rất chi là nhỏ nhưng mà nó cũng đã có cái phiếu bảo hành ở đây. Thì cái phiếu bảo hành ở đây này nó gồm vào đây, nó gồm có số seri này. Đấy, đây số seri, đây số seri nó đây, chúng ta in, nó in bóng ở trên này này, số seri model này, ngày mua tháng mua. Cái này thì các bác về các bác lấy Google bác chụp hình là nó dịch ra cho bác xem, chúng ta có thể đăng ký bảo hành được. Ngoài ra trong cái BB nó sẽ có cái tem này, tem chứng nhận hàng xịn này. Cái tem này chúng ta để ý rằng là trong cái loa BMB hiện nay nó vẫn có, tem này tem bạc cạo nó ra được. Đấy. Đấy. Thì trong này là các cái thông tin, nói chung là em cũng không biết chữ Trung Quốc hay, nhưng mà đây là cái gọi là cái phiếu bảo hành của hãng. Chúng ta sẽ mua về chúng ta điền vào đây, điền vào đây chúng ta sẽ bỏ phong bì, chúng ta dán lại là nó sẽ gửi đến nhà máy để bảo hành. Đó là cái thông tin bảo hành. Tuy nhiên là chúng ta cũng không quan tâm đến cái chuyện bảo hành. Cái tai mic, khi mà chúng ta cầm lên cái tai mic thì gọi là cái chất lượng họ làm là cực kỳ là cao cấp, phải nói là rất chi là xịn. Tai này là tai làm bằng nhôm đúc luôn, sơn tĩnh điện, cái lớp sơn này sơn bóng này, nó không bị chảy các bác ạ, sơn này sơn cực xịn luôn, nên có cái độ bóng nhưng mà nó không bị dính vân tay. Và đấy, cầm rất chi là sướng tay, cầm cái mic rất chi là chắc chắn và đã. Thậm chí là từ cái dọa mic chúng ta thấy là cái độ chất lượng gia công của nó là cực kỳ là đẹp, tinh xảo. Đây là tên của hãng đây. Đấy, chúng ta thấy cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Công tắc bật rất chi là sướng. Đấy, bật rất chi là ăn đấy, lên xuống rất nhẹ nhàng. Nó có một cái ngưỡng nó đủ để chúng ta bật cũng rất chi là nhẹ mà dễ ăn. Đấy. Nói chung là cầm một cái tai mic này rất chi là xịn, nó thấy là từ con ốc ở phía trong này nó cũng đều là nó ốc nó mạ rất chi là tốt. Đấy, chúng ta thấy. Nói chung là về cầm về hình thức là cầm, phải nói là một cái mic là cầm lên rất chi là sướng tay. Em khẳng định là các bác chưa bao giờ cầm một cái mic mà nó cảm giác mà nó xịn đến những cái dòng mic này. Nếu như chúng ta mua những cái dòng mic bình thường trên thị trường, mic Trung Quốc hiện nay, chưa bao giờ các bác mà cầm một cái mic mà nó xịn như thế này, em khẳng định luôn. Mà bản thân em là bà bán mic cũng rất nhiều, nhưng mà chưa bao giờ bọn em mà cầm một cái mic có dây mà cảm giác mà nó rất chi là xịn, nó xịn trên tay như thế này. Đấy. Thậm chí là cả cái dây của nó nhé. Cái dây của nó. Đây chúng ta thấy cái dây của nó. Dây nó rất chi là xịn luôn. Dây này. Này, chúng ta để em bóc cái dây này cho bác xem. Cái dây của nó phải nói là cầm lên lại sướng à. Sướng khi cả cầm lên. Để em bóc ra cho bác xem nhé. Đây. Chúng ta thấy cái dây của nó này. Cực kỳ là đã luôn. Đấy. Đấy, chúng ta thấy cái dây của nó cầm là sướng tay rồi. Dây cùng màu với lại cái tai mic. Dây này rất tiếc là nó làm không được dài lắm, cảm giác là nó cũng tầm khoảng 4 mét, 3-4 mét chứ không phải được dài đến 6-7 mét như các hãng khác. Nói chung là dây này thì không dài nhưng mà dây cực xịn. Đấy, từ cái rắc cắm như ta thấy cái chất lượng của nó cực kỳ là tốt. Còn về cái trái tim của nó, về hay không thì chúng ta phải nói là cái củ mic. Đây, chúng ta thấy cái củ mic của nó này. Đấy. Cực kỳ là chất lượng tốt. Cái củ này chúng ta thấy là thế nào? Thứ nhất là về cái miệng họng thu của nó là nó khá là rộng. Chúng ta hát là sẽ là rất chỉ là nhẹ. Nên chúng ta thấy không? Cái miệng thu tín hiệu này nó rộng. Đấy, chúng ta nói là tiếng sẽ rất chỉ là bắt tiếng. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ thấy là dưới đây nó có một cái lớp kim loại để nó... Ngoài ra phía trong này nó sẽ có một số cái vòng... vòng cuộn cảm này, nó lọc nhọc nhẽo ở trong này. Đấy, chúng ta thấy. Đây, để em bật cái flash lên cho bác xem cái cổ này nhé. Flash là cái pin máy của em hết pin, nó không bật được flash thôi, để em quay luôn cái phần này. Đấy, chúng ta sẽ thấy là dưới đây nó có một cái lớp inox hoặc nhôm gì đấy, nó bọc ở ngay cái dưới, phía dưới của cái côn này. Đấy, rất chi là xịn. Cây dọ mic đây.
Dọ này nó làm bằng không phải bằng sắt, cảm giác nó là bằng nhôm hay gì, rất chi là nhẹ. Đấy, cái dọ này nhẹ nhưng mà cái tay lại rất chi là nặng. Đấy, cái dọ nhẹ lắm nhưng mà cái tay lại cầm rất nặng. Đấy. Thì tổng cộng của bên em là có là 100 cái đấy ạ. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng bên em nhé, số điện thoại ngay bên phía dưới màn hình ạ. Vâng, em xin kết thúc video tại đây ạ. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.